Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thuế và chính sách thuế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự đề cập đến công tác triển khai các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và việc triển khai nhiệm vụ ở phòng thanh kiểm tra thuế số 1. Tiếp đó là phần tư vấn chính sách thuế định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của nền kinh tế nước ta, trong đó có Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo cho các doanh nghiệp duy trì được hoạt động qua giai đoạn khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Với nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, Phòng Thanh Kiểm tra Thuế số 1, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp để vừa tạo mọi thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động, đồng thời cùng thực hiện tốt việc quản lý thu ngân sách cũng như yêu cầu thanh kiểm tra đối với những doanh nghiệp thuộc khối nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp theo kế hoạch đề ra. Phóng sự ghi nhận về nội dung này. Để thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách đối với các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng Thanh Kiểm tra Thuế số 1 đã tập trung các hoạt động nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra thuế. Mục tiêu đặt ra của công tác này là phát huy được tác dụng giám sát việc kê khai thuế, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy người nộp thuế kê khai đúng đủ số thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Năm 2020, Phòng được giao nhiệm vụ thanh tra thuế đối với 39 đơn vị và kiểm tra thuế đối với 30 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế, thì công tác thanh kiểm tra thuế cũng được xác định mục tiêu cao nhất là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động của tổ chức doanh nghiệp, như tinh thần chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở, những giám sát của các doanh nghiệp, đơn vị đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, các cơ thể chúng tôi ra soát lại các đối tượng, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, có cái rủi ro thuế cao để tập trung kiểm tra. Biện pháp thứ hai, đối với những doanh nghiệp trên lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như là khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải, hàng không, thì trước mắt tạm thời cơ quan thuế chúng tôi chưa thanh tra kiểm tra. Nhiệm vụ thứ ba, trong thanh tra kiểm tra, chúng tôi đã tận dụng cái khoa học công nghệ thông tin để chúng tôi yêu cầu các đơn vị diệt xuất các tài liệu, những cái thông tin có liên quan đến kỳ kiểm tra và truyền tải về cho các quan thể chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi cung cấp, qua đó chúng tôi phân tích tổng hợp và phục vụ cho công tác thanh kiểm tra. Từ việc làm đó thì chúng tôi giảm thiểu được cái thời gian tại doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc, đồng thời thực hiện được cái chỉ thị của 16 của Chính phủ là cái vấn đề giãn cách xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế sẽ được tiếp tục đẩy mạnh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin theo lộ trình hiện đại hóa ngành thuế. Theo đó, Phòng Thanh Kiểm tra Thuế số 1 sẽ tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức cần thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, cũng như thực hiện theo phương thức điện tử. Để thực hiện hiệu quả phương thức này, cơ quan thuế sẽ kiểm tra các thông tin về doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu để biết được tình trạng hiện tại của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Sau khi phân tích các dữ liệu này, nếu thấy có dấu hiệu rủi ro về thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thư ngỏ đề nghị doanh nghiệp tổ chức ra soát khai thuế lại theo đúng tình hình thực tế. Nếu doanh nghiệp tổ chức không khai báo lại, cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra theo quy định. Bên cạnh đó, các phần mềm ứng dụng theo dõi, tổng hợp đánh giá công tác thanh tra kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp, ứng dụng báo cáo tài chính, ứng dụng hỗ trợ kê khai liên tục được nâng cấp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, từ đó làm căn cứ tiến hành thanh tra kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro. Ngành thuế đã hiện đại hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh kiểm tra nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý thuế hiện nay, phù hợp với chương trình hiện đại thuế. Ví dụ như là đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm dựa trên phần mềm TPR là hệ thống phần mềm chuyên ngành để chọn các doanh nghiệp có rủi ro về thuế. Ngành thuế đã thực hiện tập trung dữ liệu và khai thác thông tin người nộp thuế trên hệ thống TMS, tra cứu hồ sơ kê khai thuế của người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử,
website tra cứu thông tin hóa đơn của Tổng cục Thuế để khai thác thông tin về người bán hàng, phục vụ cho công tác phân tích rủi ro thanh tra kiểm tra thuế. Ngành thuế cũng đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý sử dụng và vận hành ghi nhật ký điện tử hàng ngày của các đoàn thanh tra kiểm tra trong việc giám sát, nắm bắt việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức của công chức thuế trong hoạt động thanh tra kiểm tra theo quy định của luật quản lý thuế. Có thể nói, 452,5 tỷ đồng thu ngân sách trong khối doanh nghiệp nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp được Phòng Thanh Kiểm tra Thuế số 1 thực hiện trong quý 1 năm 2020 là kết quả của việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước trong nhóm doanh nghiệp và tổ chức được giao thu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thanh kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho tổ chức doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trên cơ sở đó, Cơ quan Thuế Thừa Thiên Huế sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét quyết định việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cũng như miễn tiền chậm nộp cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cơ quan thuế các cấp, thành phố, huyện, thị xã, khu vực là chủ động vấn đề tuyên truyền thông báo đến người nộp thuế các nội dung cụ thể của Nghị định 41 và hướng dẫn cho các người nộp thuế, các doanh nghiệp được là đối tượng gia hạn thuế thì phải nộp phải làm thủ tục hồ sơ để gửi cơ quan thuế. Hai là chúng tôi đã bố trí lực lượng cán bộ có đủ nhiệt tình, có năng lực để mà hướng dẫn, giúp đỡ, tháo gỡ và tư vấn cho người nộp thuế cùng doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình gia hạn nộp thuế, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và chính xác. Và một điều lưu ý nữa, trong quá trình gia hạn nộp thuế này thì người nộp thuế sẽ được miễn tiền nộp chậm. Trong thời gian đến, Phòng Thanh Kiểm tra Thuế số 1 sẽ tiếp tục có giải pháp để tăng cường chất lượng, đổi mới tiêu thức, tiêu chí xác định rủi ro để lựa chọn đúng đối tượng thanh kiểm tra thuế. Thông qua công tác thanh kiểm tra thuế, ngoài việc phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, thì phải đặt mục tiêu động viên hướng dẫn các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tốt hơn. Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thì song song với công tác thanh kiểm tra, việc đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất quyết định trong việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao cho phòng trong năm 2020 là 1.853 tỷ đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong mục tư vấn chính sách thuế tuần này, mời các bạn cùng theo dõi các nội dung chính của Nghị định 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đang được triển khai áp dụng để giải quyết một phần khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. 1. Áp dụng cho các đối tượng. Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Chính phủ quy định chi tiết các đối tượng trên tại điều 2 của nghị định này. 2. Thời gian gia hạn thuế giá trị gia tăng trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Thời gian gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020. Theo đó, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tương tự, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng từ tháng 4 năm 6 sẽ lần lượt là 20 tháng 10, 20 tháng 11, 20 tháng 12. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 và 2 năm 2020 lần lượt là 30 tháng 9 và 30 tháng 12 năm 2020. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cùng gia hạn 5 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp trong năm 2020, được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.
đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn cũng là 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. 3. Người nộp thuế cần gửi giấy đề nghị trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, nghị định đã giảm lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hạn chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu tại phụ lục của nghị định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ cả kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Tất cả các thủ tục gia hạn đều phải nộp trước ngày 30 tháng 7 năm 2020 mới được tỉnh gia hạn. Nếu nộp sau thời hạn quy định, người nộp thuế sẽ không được gia hạn. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của cả kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, các cử giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý, chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Chuyên đề thuế và chính sách thuế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào.